Chào các bạn đến với công ty Máy Tính Cường ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách vệ sinh máy laptop ở phía ngoài. Cái dụng cụ cần vệ sinh không có là một bộ vệ sinh laptop gồm có nước và chổi các kiểu trong này. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Dụng cụ nó là này, không có chùi nữa. Đây là nước xịt, này là hơi chùi vào cái rẻ lau. Cái vệ sinh laptop nó bên ngoài nó cũng không có gì là phức tạp cả. Với các bạn, nhiều bạn vệ sinh chưa biết cách vệ sinh thì sợ cái nước này nó rơi vào nhiều cái làm hỏng, rơi vào màn hình của bạn, làm hỏng màn hình hoặc là cái bàn phím. Thì chúng ta sẽ bắt đầu. Trước tiên thì các bạn lau qua một cái lớp bụi ở phía trên, ở phía ngoài thân máy. Chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ vệ sinh bề mặt ngoài này bằng nước này. Đây, các bạn xịt đều vào, xịt đều xung quanh, dùng dẻ lau và lau lên bề mặt nước đã xịt. Rồi chúng ta tiếp tục lật máy lại và vệ sinh phía sau. Các bạn phía sau chú ý, ở phía sau thì có mấy chỗ thông nhiệt của laptop. Thì các bạn chú ý không xịt vào những mấy cái chỗ thông nhiệt đấy. Chúng ta thấm chắc, để chắc ăn hơn chúng ta thấm bỏ nước qua rẻ. Đấy, xịt nước qua rẻ bắt đầu chui lên. Trong ngoài chúng ta lấy chổi chui qua một lần bụi. Bây giờ khé bàn phím này là các bạn dùng cái này để xịt bụi ở giữa khé bàn phím. Chúng ta lại chùi, bởi vì chùi này là nó nhỏ cho nên lon được rửa khé bàn phím. Và bắt đầu chúng ta chùi màn hình thì cũng xịt rẻ, xịt nước vào rẻ và chui lên.
bạn chú ý là nước này các bạn không nên xịt vào bàn phím hoặc là những khe của loa, khe của loa ngoài lạp tủ. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho bạn cách hướng dẫn cho bạn cách vệ sinh lạp tủ từ ngoài, và khá là đơn giản. Chúc các bạn thành công.